Vâng, xin chào tất cả anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của Linh Phạm Audio. Và như thường lệ thì anh em nhớ like và đăng ký kênh để nhận được những video mới nhất. Vâng, xin cảm ơn tất cả anh em. Thì hàng bãi mới về bên em. Hôm nay về được con âm ly Sơn Sui Receiver 8080DB với hình thức đẹp xuất sắc. Vâng. Thì đẹp từ đã là đẹp xuất sắc rồi thì nó đẹp từ bên ngoài rồi đến ruột gan bên trong. Thì em xin phép được quay bên ngoài trước. Mặt trước phía trước của âm ly để em nhìn được độ đẹp của chiếc âm ly này. Receiver 8080DB nó chỉ là đứng sau đàn anh của nó là 9090DB huyền thoại. Vâng, được rất nhiều anh em ưa thích. 8080DB này có thể phối ghép với 99A 99 trơn và cả 88AFB, rất nhiều dòng loa mắt cáo nó có thể chơi được, mà hình thức rất là đẹp, không thua kém thì đàn anh 9090DB cả. Đây anh em có thể nhìn thấy, đó là hàng tuyển chọn, hàng đẹp rồi thì từ núm nút mọi thứ, không có một vết xước, mặt thì tuyệt đối là đẹp rồi, núm nút sáng bóng, máy hoạt động hoàn hảo. 8080DB này với công suất ra là 265W, đánh cho 3 cầu riêng biệt A, B, cầu A, cầu B và cầu C, rất thích hợp để có thể ghép phối ghép cả hai đôi loa thuận tiện. Với công suất khỏe như thế, sử dụng 4 sò sắt xa ken cho chất âm rất là dày dặn, chi tiết. Bỏ vô lạ mà nhìn rất là vintage anh em. Nhìn nó có một độ hoài cổ riêng của chiếc âm ly này. Vỏ gỗ lạng tăng thêm phần sang trọng nữa. Con này là vỏ zin anh em nhé. Đây em bật ra để anh em nhìn thấy ruột gan bên trong. Đây anh em nhìn. Vỏ zin nó như này này. Tem mát còn đầy đủ. Rồi đến phần ruột bên trong. Thì con này là sassi 7 màu, ruột vàng như anh em thường gọi là ruột vàng. Nó có hai đời ruột vàng và ruột trắng. Và ruột vàng bao giờ giá cũng cao hơn mà được anh em yêu thích hơn. Hàng bãi ruột vàng thì nó phải đẹp như này. Quá đẹp trên chiếc âm ly với niên đại lên đến trên 30 năm mà còn đẹp như này thì chỉ có thể là hàng bãi về mới tinh như này, đúng không? Về đánh giá về độ mới em đánh giá là trên 90%, máy hoạt động hoàn hảo, sò zin tất cả mọi thứ chưa động chạm thì anh em nhé, hàng bao test cho anh em thoải mái ạ. Thì không để anh em đợi lâu, em mời anh em đến với chất âm của chiếc âm ly này. Đây, em đang đánh với cặp 801 Pioneer. Sẽ còn gặp nhau.
ok phải không anh em? Thì em quay để test, nhưng thật ra thì show em trước khi quay đăng bán thì cũng đã test rất là kỹ rồi, thì mới dám quay video và đăng hình sản phẩm bán. Thì anh em yên tâm về chất lượng nhé. Thì với giá cả của chiếc âm ly server 8080db, show em cũng xin báo giá luôn để anh em biết, đó là giá công khai để anh em chơi cho một chiếc âm ly đẹp xuất sắc như này, đó là 32.500.000. Anh em nào yêu thích có thể liên hệ số điện thoại của em 0908 325 777. Cảm ơn tất cả anh em.